Vâng, xin chào quý anh chị ha. Các căn nhà chính chủ xây dựng luôn luôn nhận được rất là nhiều sự quan tâm, cho nên hôm nay Tứ Chiến sẽ lên một căn nhà rất là đẹp. Căn nhà chính chủ xây dựng rất là tâm huyết, quý anh chị nhìn thấy à. Tất cả các mảng tường đều được ốp tôn trên mái và hai bên, chống thấm rất là kỹ càng và xây dựng rất là kỹ luôn. Chắc chắn, cái đồ chắc chắn thì không bao giờ phải bàn cãi nữa rồi. Đây là một căn nhà nằm trên trục đường 7m5, vỉa hè 4m một bên, thuộc khu vực đảo 1, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Từ căn nhà này chúng ta đi qua quận Hải Châu chỉ mất 100m. Chúng ta đi qua quận Hải Châu. Từ quận Hải Châu qua khu vực Hòa Xuân chỉ mất một cái cầu Hòa Xuân nha quý anh chị ha. Chúng ta đi qua một cái cầu Hòa Xuân cho tới căn nhà hôm nay. Vị trí rất là đẹp luôn. Căn nhà nhìn thấy bờ sông, đứng trên cao thì chúng ta thấy sông luôn. Vị trí rất là thoáng mát. Một căn nhà với vị trí rất là hiếm như thế này mà chính chủ xây và dựng không nỡ để bán. Một căn nhà rất tuyệt vời luôn. Sạch sẽ. Xây dựng năm 2019 nhưng mà giữ gìn rất là sạch sẽ. Nhìn còn rất là sang trọng nha quý anh chị. Những căn nhà này thì thường sẽ được sự quan tâm rất là nhiều vì chất lượng của nó ha. Căn nhà hôm nay thì diện tích là 100m², chiều ngang 5m, dài 20m, nằm hướng Tây Tứ Trạch, cách bờ sông 30m thôi. Ra bờ sông 30m, cho nên là căn nhà hôm nay là có gió sông thổi mát thường xuyên nha quý anh chị. Khu vực này thì quý anh chị yên tâm luôn ha, không ngập lụt không gì cả. Trước nhà thì chúng ta không có cống, không có trụ gì cả, rất là sạch đẹp, nằm sát ngay sát dãy biệt thự luôn nha quý anh chị. Căn nhà chính chủ đang ở một trệt và hai lầu, xây dựng năm 2019. Bán để lại toàn bộ nội thất như trong video gửi đến quý anh chị đây. Thiết kế với phong cách gam màu sáng. Có giếng trời ở giữa này quý anh chị ha. Căn nhà hôm nay chủ mong muốn bán với giá cũng khá là thiện chí nha quý anh chị ha. Một trệt và hai lầu, tổng cộng có đến 4 phòng ngủ, 4 toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi. Căn nhà này thì không thiết kế sân gara ô tô, nhưng mà chúng ta có thể đậu gara ô tô trước vỉa hè, hoặc là chúng ta đậu vào trong phòng khách luôn. Tầng trệt chúng ta sẽ có không gian phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ phía dưới và toilet. Tầng 2 chúng ta sẽ có một phòng khách nhỏ và hai phòng ngủ. Tầng 3 chúng ta sẽ có một phòng ngủ và phòng thờ, sân phơi. Đây là không gian bếp của ngôi nhà. Được xây dựng năm 2019 nha quý anh chị ha. Thiết kế mẫu mã lúc đó thì đây là một trong những mẫu mã rất là hiện đại rồi. Ngôi nhà với không gian như thế này rất là sáng sủa ha. Sinh khí rất là tốt này. Gia chủ không nỡ để bán căn nhà hôm nay. Quý anh chị thấy toàn bộ các mảng tường đều được ốp gạch luôn. Ốp gạch màu sáng để cho căn nhà chúng ta nhìn rất là dễ chịu ha. Phía dưới này chúng ta có một phòng ngủ này cho người lớn này. Phòng ngủ cũng khá là rộng luôn quý anh chị. Bán để lại toàn bộ nội thất như trong video. Vị trí căn nhà hôm nay thì rất là đẹp. Phía sau thì chúng ta sẽ có khu vực phòng vệ sinh và sau nhà chúng ta sẽ có một đường thoát hiểm nha quý anh chị. Tất cả các cửa phòng đều được làm gỗ tự nhiên. Đây, sau nhà chúng ta luôn luôn có một đường thoát hiểm 1m2. Đất Hòa Xuân là đất quy hoạch 100%. Diện tích luôn luôn là 100m² trở lên. Với chiều ngang 5m.
Như lô này lô quy hoạch đường block đẹp thì diện tích là 100 mét vuông chẳng. Căn nhà nằm hướng Tây tứ mền. Căn nhà hôm nay gia chủ không nỡ để bán, nhưng vì cần tiền bán cho nên muốn bán nhanh cũng giá cũng khá là thiện chí cho quý anh chị thiện chí muốn mua. Quý anh chị nào chúng ta muốn mua căn nhà kiểu như thế này thì hãy gọi tới Chiến nha. Chúng tôi sẽ dẫn quý chị xem được tiết căn nhà và đàm phán giá với chính chủ luôn. Đảm bảo các căn nhà như thế này không có là quý vị ha. Căn nhà như thế này rất là hiếm. Gia chủ thật tình xây để ở, nhưng quý chị chúng ta thì biết được chất lượng như thế nào ha. Không gian nội thất gỗ tự nhiên, gam màu cánh gián rất là hợp với không gian căn nhà, tạo nên chúng ta một cái gam màu khá là tuyệt vời ha. Đây là không gian tầng 2, chúng ta sẽ có một phòng khách nhỏ nữa nha quý chị ha. Và hai phòng ngủ hai bên. Tổng cộng để lại cho quý anh chị lên đến 3 tivi lận. Phòng khách và phòng ngủ master chúng ta có một tivi nữa quý anh chị ha. Có 3 tivi, phòng khách và phòng ngủ có một tivi là hai phòng. Hai phòng khách là hai tivi. Một phòng ngủ một tivi là 3 tivi luôn. Không gian phòng vệ sinh thì thiết kế cũng khá là sạch sẽ luôn. Đây là thiết kế khá là hợp với mọi lứa tuổi, mọi gia đình chúng ta cần để sử dụng. Công năng lên đến là 4 phòng ngủ nha quý vị ha, 4 phòng ngủ, 4 toilet, 2 phòng khách, 1 phòng bếp, phòng thờ, sân phơi. Nhà như thế này rất là hiếm, quý chị nếu muốn mua hãy nhanh tay gọi tới Chiến nha. Căn nhà hôm nay giá bán chính xác của căn nhà là 7,2 tỷ, có thương lượng chính chủ. Giá bán quý chị là 7,2 tỷ, có thương lượng chính chủ. Gia chủ thiện chí mong muốn bán, quý chị chúng ta đến xem trực tiếp và thương lượng đàm phán giá nha. Căn nhà như thế này đảm bảo cho quý chị là bao thấm dột, rất là kiên cố luôn. Vị trí thì khỏi phải bàn, vị trí thì cách bờ sông chỉ 30 mét. Chỗ này thì chúng ta có thiết kế một cái tủ âm tường ở đây. Xây dựng năm 2019, đây là mẫu thiết kế cũng hiện đại, sang trọng, rất sạch sẽ và thoáng. Chúng ta có một cái luồng sinh khí tốt trong căn nhà này. Hòa Xuân đi qua quận Hải Châu, chỉ đi qua một cái cầu Hòa Xuân là tới. Đây là trung tâm, chúng ta đi đâu cũng rất là tiện. Bán kính là 100 mấy, chúng ta cũng không thiếu cái gì cả quý anh chị. Từ căn nhà hôm nay chúng ta đi ra đường Nguyễn Phước Lan chỉ mất là 100 mét. Đi ra Nguyễn Phước Lan mất 100 mét, rồi đi qua trung tâm thành phố quận Hải Châu thì cũng khá là gần rồi. Quý chị chúng ta muốn mua một vị trí để chúng ta đầu tư hoặc kinh doanh hoặc là định cư thì chúng ta có thể tham khảo cái căn nhà hôm nay nhé. Giá bán căn nhà hôm nay để lại toàn bộ full nội thất, một căn nhà rất là tuyệt vời như thế này, giá bán là 7,2 tỷ, chúng ta vẫn còn thương lượng. Một thiết kế hiện đại, không gian căn nhà rất là ấm cúng luôn. Có lên đến 4 phòng ngủ luôn quý vị ha. Mỗi phòng ngủ chúng ta đều có một không gian cửa sổ để lấy ánh sáng cũng khá là tốt. Bán để nguyên hiện trạng. Ngoài ra thì quý chị chúng ta có thể truy cập các trang Zalo, Facebook của Giang Thế Chiến nha, để tham khảo thêm các sản phẩm mới nha quý chị. Hoặc là quý chị có như là có nhu cầu xây dựng nhà ở thì hãy liên hệ công ty chúng tôi. Chúng tôi vẫn thiết kế và thi công trọn gói mọi nhà đẹp, biệt thự,
tại thành phố Đà Nẵng cho quý anh chị ha. Đây là không gian cuối của ngôi nhà rồi quý anh chị ha, không gian trên tầng 3 phía sau. Đây là khu vực không gian phòng giặt phơi, có sẵn cầu thang sắt chúng ta lên mái luôn. Đây là một trong những mẫu nhà mà chúng ta thích thì chúng ta sẽ mua ngay, vì độ chắc chắn cũng như là an toàn ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với không gian trên phía trên phòng thờ, không gian cuối cùng của ngôi nhà. Phòng thờ này thì cũng khá là rộng nha quý anh chị ha. Chúng ta không thờ, chúng ta có thể thiết kế thêm một phòng ở phía này luôn. Căn phòng này chúng ta cũng có thể khai thác, nếu không ở thì khai thác đầu tư cho thuê cũng khá là tốt ha. Một căn nhà rất sạch sẽ, sang trọng, sinh khí tốt, gần sông, nằm ngay trung tâm phường Hòa Xuân. Đây là một mức giá 72, là một mức giá cũng khá là tốt cho quý chị ha, chúng ta vẫn còn thương lượng nha. Vâng, mọi thông tin chi tiết của anh chị chúng ta có thể liên hệ tới Chiến nha, 0935 388 386. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.